Chào các bạn, phong lan có khả năng giữ hoa trên cành trong nhiều tháng, giúp cho cây nở hoa dồi dào bất tận, mầm hoa phát triển nhanh. Chúng ta nên đặt cây ở những nơi có ánh sáng nhẹ, thoáng gió như là ban công, cửa sổ. Thường xuyên giữ ẩm, giúp cây dễ dàng hấp thụ các loại phân bón. Dùng vỏ trứng chứa nhiều canxi, kali, cung cấp thức ăn dạng lỏng cho cây. Sử dụng 10g. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Đậy kín để trong khoảng thời gian 30 phút. Sau 30 phút, lọc lấy nước. Cho ăn đều đặn, cách 2 tuần một lần. Có thể cho vào ngăn đông để bảo quản. Sử dụng quả cam. Sử dụng một thìa nhỏ. Cho vào nửa lít nước. Lau đều lên lá 2 tuần một lần. Giúp những chiếc lá được kháng khuẩn, khử trùng rất tốt. Sau 30 phút, lấy chậu cây ra. Đặt vào chậu cây từ 2 đến 3 viên đá, vỏ trứng. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Chúng ta luôn có được những mầm hoa phát triển. Hoa nở dồi dào và bất tận. Mình có tạo nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể xem. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.